Đây là anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra tại nơi đây. Đây là hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra tại nơi đây trên nền trời. Trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện, đồng bào cần vào YouTube chiến sĩ trận vong kêu gọi để học hỏi về những phép lạ vĩ đại mà Thượng Đế Toàn Năng đã cho hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây tại nơi đây, để kêu gọi đồng bào tập hợp gia nhập Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam để làm việc giải tán thế giới cộng sản, và đồng thời thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đồng bào nhớ xem xét 12 phép lạ tường trình trên YouTube chiến sĩ trận vong kêu gọi, rồi cùng nhau gia nhập Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam gấp, gia nhập Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam gấp, để thông báo những tin mừng vĩ đại này cho tất cả nhân loại được biết. Đó là cách tốt nhất để giải tán thế giới cộng sản và đuổi bọn tư bản xanh, tư bản đỏ ra khỏi đất nước Việt Nam chúng ta. Bởi vì chính chúng nó đã âm mưu với bọn cộng sản sát hại đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta bấy lâu nay. Giờ đây chúng ta được quyền ra lệnh cho chúng nó chấm dứt, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng cho chúng nó ăn năn sám hối, lập công chuộc tội. Đồng bào nhớ chấp hành gấp, bởi vì thời giờ của chúng ta sắp hết rồi. Ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều, đây là cơ hội cuối cùng để cho ba nhóm đó lập công chuộc tội, bởi vì hầu hết đại đa số ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều đã chưa thực sự ăn năn sám hối, lập công chuộc tội. Đồng bào cần được biết là thế giới cộng sản sẽ bị giải tán hoặc là sẽ bị xử tử hình cả lũ ở tại Trung Cộng và ở tại Việt Nam, cũng như ở tại Cuba. Đồng bào nhớ, và Nga Xô cũng thế. Đồng bào nhớ, nghe lời tôi hướng dẫn, tôi chính đây, y sư Thánh Giống, tường trình và kêu gọi tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Một lần nữa, nhớ tuân hành gấp, vì đây là lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, và đương nhiên cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong bảo tôi ra lệnh như thế. Vì thế đồng bào không được phép chậm trễ nữa,